Này tao bắt con bướm ở bao trai nè. Trước giờ là Tuấn chưa có bao giờ mà thấy đá gà ở ngoài đời thiệt luôn. Lắm bây giờ mày dịnh lên. Ủa? Gì vậy? Con nào không đá nổi nữa thôi, bây giờ mình cứ dịnh lên. Còn đá nữa gì vậy? Cái khoảng thời gian đầu tiên khi mà tiếp nhận cái kịch bản á, Tuấn cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Tại vì mình đóng vai một cái người đá gà rất là chuyên nghiệp á. Nếu như mà có một cái hành động gì đó mà nó sai á, thì nó sẽ không làm cho khán giả tin được. Từ đầu, nói ba lần từ đầu. Từ Bình Hưng nói. Và 3, 2, 1, giết. Rồi bây giờ theo cái lực cũ, con gà đang đá bỏ chạy như khối buồn. Thì Tuấn cũng có tìm tòi xem những cái clip trên mạng. Cái chuyện đá gà này á, nó chỉ là một cái chất liệu để mà tả lên về cái những cái khó khăn mà nhân vật gặp phải, những cái xung đột, những cái mâu thuẫn xảy ra giữa những người thân với nhau, từ những cái hậu quả họ đã có những cái góc nhìn khác, những thay đổi về những suy nghĩ khác và dần dần họ hiểu nhau nhiều hơn. Mỗi ngày anh chỉ kiếm được dưới 30 triệu, còn nếu hơn thì phước phần của tôi sẽ giảm, đúng chưa? Không sợ. Đây sẽ là một nhân vật mang màu sắc rất là thú vị. Người xem sẽ cảm thấy rất ghét nhân vật này. Rất là quậy. Tứ đổ tường. À, 20. Khác với lại những nhân vật mà Tuấn đã tham gia trước đây. Tuấn đánh giá đây là bộ phim mà bầm dập nhất từ trước tới giờ. Thì rất là mong là mọi người sẽ yêu thích bộ phim này. Sao đi cả buổi giờ chúng mày 8 vậy? Có 1.2 triệu hả? Ma cũng cơm áo gạo tiền, tụi tôi cũng phải giành giật cô hồn mới có miếng ăn đó anh Lanh à.